Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, các tăng sinh, ni sinh và tất cả nam nữ Phật tử. Giờ này là giờ giải đáp thắc mắc. Quý vị nào chưa có gì thắc mắc thì ra hỏi. Xin lại dạy lời ở trong kinh á. Phật dạy đó. Cũng như cái kinh Lăng Nghiêm á, có nói tới bom thư tội địa ngục đó. Bom thư là thứ nào? Một là hư tiêu tinh thí, cái đàn na tinh thí cúng dường người xuất gia đó, tu sĩ đó, là mong người tu sĩ đó tự tu giải thoát rồi giải thoát cho chúng sanh, tức là đúng như cái nghĩa chữ Phật đó. Bây giờ nếu mà tự mình không tu á, mà những cái cúng dường của mùi phương đó, của tinh thi đó, cái bằng hư tiêu tinh thi đó, cũng là một cái tội địa ngục đó. Rồi á, cái thứ nhì là làm những cung kính theo cái truyền thống của nhà Phật đó, người tại gia đó đung đung phải cung kính người xuất gia đó, người tu sĩ đó. Muốn cung dường còn phải để bái nữa, cung kính để bái. Nếu mà mình nhận cái cung kính để bái của người tại gia mà không có tu á, thì cũng thành một cái tội địa ngục nữa. Rồi cái thứ ba đó là phá Phật luật nghi, tức là phạm giới của nhà Phật đó. Nhưng mà phá Phật luật nghi á, có thể sám hối rồi hết cái tội địa ngục, hết cái tội tha giới đó. Còn nó hư tiêu tinh thi làm những cung kính đó, không có sám hối. Bởi vậy không phải là tội gì mà sám hối. Ở Phật giáo có một bài kệ á, để cảnh cáo người mà tu sĩ đó. Nói là thí chủ một hạt gạo, lớn bằng núi Tu Di. Nếu mà chẳng tự tu giải thoát á, thì mang lông lội sườn trả. Mang lông lội sườn tức là đào thai thành con trâu con ngựa để trả nọ cho thí chủ đó. Cũng như nói hồi nãy nói đó, cái hai điều mà hư tiêu tinh thi làm nhận cung kính xuống địa ngục rồi đó, già ha, còn phải đào thai thành con trâu con ngựa để trả nọ cho thí chủ nữa, chứ đâu phải là ở tù địa ngục thôi sao? Bây giờ cũng có người mà phát tâm xuất gia rồi mà chân tu, mà cũng có người á thì cũng phạm hai cái lỗi mà hư tiêu tinh thi làm những cung kính đó. Nếu mà mình không tin Phật thì thôi ha. Nếu mà mình tin á thì phải
y theo lời Phật dạy mà lấy thực hành đó. Cảm thấy á, tôi đến đây mà dạy quý vị tu, mà thấy có một số á, làm như tôi niệm cái Phật Pháp để mà ép quý vị tu, đáng lẽ quý vị khỏi tu, tại tôi đến dạy á, quý vị mới mắc đi tu, mắc tu á, để mà chịu cực khổ á. Phật Pháp á, lâu có hư, lâu có thúi. Tôi cần gì mà đem lễ ép quý vị tu đâu. Không ai tu á, Phật Pháp cũng không có thúi mà. Cho nên á, tôi hy vọng quý vị mà tự suy nghĩ kỹ lại, tự kiểm thảo lại nha. Mình thất tâm xuất gia là muốn làm gì nha. Mà được do cái trường Phật học để học cái gì nha. Thì khi mà ban đêm á, an lặng á, mình suy nghĩ kỹ lại thử coi. Năm nay tôi đã 74 rồi, đã qua cái tuổi hưu trí rồi. Tôi khỏi mà mắc con mà đem cái Phật Pháp để ép cho quý vị tu chín, làm cho quý vị mắc con chịu cực khổ.